Điểm thứ hai là chúng ta sẽ làm việc với mô hình kinh doanh. Nó thực sự bổ sung những gì chúng ta đã nói về kế hoạch kinh doanh. Về mô hình kinh doanh, chúng ta sẽ dựa vào khung mô hình kinh doanh của ông Osterwalder. Mục đích của mô hình kinh doanh là để xem có giá trị gia tăng của bạn tùy thuộc vào sản phẩm. Cách xây dựng mô hình kinh doanh để đảm bảo rằng tiền trong túi của khách hàng sẽ sang túi của bạn và đảm bảo hiệu quả kinh tế tổ chức của bạn. Vì vậy, như tôi đã nói trước đây, trước khi bạn nghĩ về một điều gì đó, trước khi bạn bắt đầu xây dựng startup của mình, khi bạn có một ý tưởng, điều đầu tiên bạn phải làm là cố gắng nghĩ về một mô hình kinh doanh. Bạn phải trả lời các câu hỏi sau đây. Ý tưởng này là gì? Khách hàng là gì? Giá trị gia tăng là gì? Làm thế nào để tiếp cận được với khách hàng? Làm thế nào để lập được mối quan hệ với khách hàng? Tôi sẽ tạo ra doanh thu như thế nào? Những người tôi cần là ai? Từ đó tôi sẽ biết phải tạo ra một đội nhóm. Những hoạt động chính của tôi là gì? Mối quan hệ đối tác là như thế nào và các chi phí sẽ là bao nhiêu? Mô hình kinh doanh mô tả cơ cấu tổ chức của bạn sẽ như thế nào để tạo ra một giá trị, để cung cấp và nắm bắt được giá trị đó. Mô hình kinh doanh mô tả cơ cấu tổ chức của bạn sẽ như thế nào để tạo ra giá trị, để cung cấp và nắm bắt giá trị đó. Bởi vì trên thực tế, vấn đề của một startup không phải là một ý tưởng có giá trị. Bạn có rất nhiều người có ý tưởng tốt và có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị. Vấn đề là phải đảm bảo rằng sản phẩm đó sẽ được mua. Mọi người phải mua giá trị đó. Điều đó có nghĩa là một khi bạn đã tạo ra giá trị của mình, một khi bạn đã tạo ra tổ chức của mình, mọi người sẽ phải hoặc là mong muốn mua giá trị của bạn. Và đây là toàn bộ vấn đề, những gì quan trọng nhất ở chỗ đó. Trên thực tế, trong mô hình kinh doanh này, chúng ta sẽ có 9 khối khác nhau. Tôi sẽ bắt đầu nói về chúng, và bây giờ chúng ta sẽ xem qua từng khối một. Khối đầu tiên, chúng tôi quay lại điểm 1 về kế hoạch kinh doanh. Cần phải nghĩ đến khách hàng. Khách hàng là người sẽ mua sản phẩm của bạn, dịch vụ của bạn. Vậy khách hàng này muốn gì? Người đó là ai? Người đó đang tìm kiếm điều gì? Sức mua của khách hàng là bao nhiêu? Tất cả những điều này rất quan trọng. Khách hàng là người chính sẽ tài trợ cho bạn. Vì vậy, thực sự khi bạn tạo ra một startup, bạn sẽ đầu tư tiền, bạn sẽ kêu gọi bạn bè. Những bạn bè đó sẽ không cho bạn tiền vì họ biết rằng việc kinh doanh của bạn sẽ thành công. Tuy nhiên, không ai dự đoán trước được tương lai. Họ cho bạn tiền vì họ tin tưởng bạn. Họ tin tưởng bạn vì về cơ bản, họ biết rằng bạn lắng nghe mọi người, bạn lắng nghe khách hàng của bạn. Người cuối cùng sẽ tài trợ cho doanh nghiệp của bạn, hoàn trả các khoản đầu tư ban đầu sẽ là khách hàng của bạn. Vì vậy, khách hàng của bạn là quan trọng nhất. Đây là khối đầu tiên. Khối thứ hai là những gì mà bạn có thể cung cấp cho họ. Giá trị gia tăng của bạn là gì? Bạn giải quyết vấn đề gì? Bạn sẽ giải quyết những vấn đề gì của khách hàng? Rõ ràng, vấn đề càng được khái quát hóa thì bạn sẽ càng có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Vì vậy, giá trị gia tăng của bạn là gì? Bạn đem lại một giá trị gia tăng trong việc đáp lại câu hỏi nào? Vấn đề là gì? Và làm thế nào để giải quyết được nó? Đó là những gì mà bạn sẽ bán, những gì mà bạn sẽ thuyết phục khách hàng. Đây là những gì bạn sẽ cố gắng thuyết phục người khác rằng cách bạn nắm bắt vấn đề và cách bạn giải quyết nó có giá trị hơn so với những đối thủ cạnh tranh của bạn. Đó là ý tưởng của bạn, là giá trị gia tăng của bạn. Sau đó, bạn sẽ giao hàng cho khách như thế nào? Bạn sẽ mang lại giá trị gia tăng của bạn cho khách hàng bằng cách nào? Làm thế nào để bạn có thể tiếp cận ở khách hàng của bạn? Thông qua kênh nào? Đó chính là mối quan hệ của bạn với khách hàng. Bạn có đồng ý với tôi điều này? Ví dụ, ở đây có thể bạn đang bán hàng qua Internet hoặc qua các cửa hàng vật lý, hoặc cả hai. Sau đó, tùy theo các kênh phân phối của bạn, bạn sẽ quản lý mối quan hệ của mình với khách hàng như thế nào. Đó là một điều quan trọng. Khối thứ năm, bạn sẽ được trả tiền như thế nào? Bạn có thu tiền khi bán hàng và sau mỗi lần bán hàng hay không? Bạn sẽ nhận tiền mỗi lần bán hàng như thế nào? Bạn có các dịch vụ sẽ được thanh toán một cách định kỳ hay không?
những việc đó sẽ thực sự hỗ trợ bạn về mặt dòng tiền. Thật vậy, bởi vì đôi khi bạn có thể bán hàng theo mùa hoặc không. Đằng sau bạn có một dịch vụ hậu mãi. Nếu bạn có các dịch vụ khác, bạn sẽ tạo ra một thu nhập định kỳ để giúp bạn cải thiện sự quản lý tài chính của mình. Quản lý tiền mặt cho một startup là một yếu tố rất quan trọng. Chúng ta sẽ nói thêm sau. Ở đây chúng ta thấy bạn có phần khách hàng của bạn, giá trị gia tăng, kênh phân phối, mối quan hệ với khách hàng, với các kênh phân phối của họ và cách bạn tạo ra thu nhập của mình. Dựa trên cơ sở đó, bạn sẽ phải xác nhận ngay từ đầu những tài nguyên chính bạn sẽ cần tạo ra giá trị đó để phân phối giá trị đó và đảm bảo tiền sẽ vào túi bạn. Vậy bạn có các tài nguyên chính này, và từ các tài nguyên chính này, bạn xác định các hoạt động chính mà bạn phải thực hiện để có khả năng cung cấp giá trị gia tăng của bạn cho khách hàng. Lúc đầu do bạn còn nhỏ, vì bạn bắt đầu từ con số 0, nên lúc đầu bạn chỉ có ý chí, ý tưởng, sự lạc quan và những kỹ năng của bản thân bạn. Vì bạn không có nhiều thứ nên bạn phải học cách làm việc với các đối tác. Chúng ta sẽ nói thêm khi đề cập đến tư duy theo hướng hiệu quả. Bạn cũng phải cẩn thận khi làm việc với các đối tác. Thật ra, khi chúng ta hợp tác, tôi sẽ nói rằng chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có tin tưởng bởi vì chúng ta đang làm việc trong một thế giới có niềm tin. Nhưng việc đó không ngoại trừ việc bạn phải bảo vệ bản thân mình, cho nên bạn phải cẩn thận và chọn kỹ các đối tác của bạn. Bạn phải làm việc với những người khác vì bạn không có vô hạn tài nguyên để tài trợ cho tất cả các hoạt động bạn muốn. Và từ đó, một khi bạn có tài nguyên chính, các hoạt động chính và đối tác của mình, bạn có thể xác định các chi phí cho cấu trúc của bạn sẽ là bao nhiêu. Lý tưởng thực sự cho một startup là chi phí của cấu trúc là thấp nhất có thể. Những chi phí cố định cho một cấu trúc, đó là những gì thực sự giết chết doanh nghiệp. Đó là lý do mà tại sao chúng ta nói đến sau. Khi bạn có một ý tưởng, đừng bắt đầu bằng cách tạo doanh nghiệp. Bạn sẽ có nguy cơ đốt tiền mặt. Thay vào đó, hãy làm việc để thiết lập một mô hình kinh doanh của bạn. Bạn thấy rằng có một mô hình kinh doanh tồn tại. Bạn có 9 khối và một ý tưởng. Như tôi đã nói với bạn trước đó, bảo vệ một ý tưởng ư? Có, nhưng chúng ta không thể bảo vệ một ý tưởng. Một ý tưởng là phi vật chất. Bạn nên bảo vệ một bằng sáng chế, bảo vệ một tổ chức, bảo vệ một bí quyết. Vì vậy, bạn thấy rằng khi bạn có một ý tưởng, bạn có 36.000 cách để tổ chức nó, thực hiện nó và cuối cùng là mang lại một sản phẩm hoàn chỉnh. Và đó là những gì mà chúng ta nói đến. Trên thực tế, một startup, cái được gọi là một startup, là quá trình tạo ra, thử nghiệm, trở lại thực tế, cũng là một cách để hoàn chỉnh mô hình kinh doanh, để đảm bảo rằng mô hình kinh doanh này là hợp lý nhất trong lĩnh vực của bạn. Đó là một công cụ, giống như bất kỳ công cụ nào. Nó có lợi ích, nghĩa là nó có một cấu trúc để giúp bạn, nhưng nó cũng có giới hạn của nó. Để nói rằng, nó chỉ là một công cụ, và chính bạn sẽ sử dụng nó. Nó không khác gì một cái thuỏng, nó chỉ là một công cụ. Có những người sử dụng tốt, và có những người sử dụng không tốt. Giống như một công thức, nó chỉ là những thứ có sẵn để giúp bạn tiến về phía trước. Nó không đảm bảo được sự thành công. Bạn có đồng ý với tôi điều này? Vì vậy, trên thực tế, ý tưởng về mô hình kinh doanh này là mô tả nó, nghĩ đến nó để thực sự có thể tinh chỉnh ý tưởng của mình, để đối đầu, là phải đối đầu với nó để có những mô hình kinh doanh chính xác và thực tế nhất có thể. Và đó thường là công việc của đội ngũ quản lý. Vì vậy, chúng tôi sẽ xây dựng các khối này, chúng ta sẽ mô tả các ý tưởng của mình.
tôi sẽ đi nhanh hơn qua các hình chiếu khác nhau, bởi vì một lần nữa, khi đào tạo về khởi nghiệp, chúng ta có một khung cụ thể và bạn có thể xem qua nó trong vài phút như chúng ta sẽ làm bây giờ, chỉ đơn giản là để chia sẻ và bắt đầu khởi xướng. Hoặc bạn có thể muốn dành nhiều thời gian hơn và lúc đó bạn có thể có các module học tập thực sự, vì bạn sẽ muốn giải thích chi tiết hơn, đặc biệt trong các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, nơi bạn sẽ đi đến tận cùng của mọi thứ, đi xa nhất trong độ chi tiết, để cuối cùng bạn sẽ nhận thấy chắc ăn hơn trong môi trường thay đổi này. Và trên thực tế, công cụ này được gọi là khung mô hình kinh doanh. Nó được phát triển bởi ông Osterwalder, một nhà kinh tế, một nhà nghiên cứu Thụy Sĩ, đã nói: đây là một cái gì mà chúng ta có thể làm việc với để làm rõ cách cấu trúc hóa và sắp xếp giá trị, phục hồi giá trị này và tổ chức được startup xung quanh 9 khối của mô hình kinh doanh.